Hầm thâu lắp 11 đơn vị hầm trên. Một đơn vị răng cơm bò Tôi không xiên. được đấy. Đấy. Để nó răng răng này được Răng thật nhìn chúng năm ta chứ vẫn là nè. quý nhất, nhưng khi đã mất răng, hư răng thì chúng ta phải làm lại một vành răng càng sớm càng tốt để phục hồi chức năng nhai, chức năng thẩm mỹ, chức năng phát âm. Ăn Có trộm hả? răng giả để ăn nhai vẫn hơn là không có răng. Ăn trộm. Nhưng tất nhiên phòng bệnh nhưng hơn chữa bệnh. Chúng ta hãy cố gắng Ừ, sống một còn lối sống riêng lành mình mạnh trộm. để giữ gìn sức khỏe khi còn sức khỏe. Sâu răng cũng là bệnh. Hầu hết các bệnh đều do lượng ăn uống chúng ta mà ra. Chúng ta nên hạn chế những thực phẩm không tốt cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá, cà phê, những thực phẩm công nghiệp, đường trắng, bánh kẹo, nước ngọt, sô cô la, vân vân. Chúc mọi người nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, an lành, hạnh phúc trong cuộc sống và gia đình và người thân. Chào mọi người.